Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là trên tay em đang cầm cây sam hạt gạo hay còn gọi là sam Tân Phú ha. Hàng này hàng bonsai mini, tụi em đã ép chậu hai chậu cho anh em mình hết ha. Và mặt hàng này là mặt hàng bonsai mini có hoa màu tím và có hương thơm ha. Cây rất là già luôn. Anh em nào mình muốn tìm hiểu thêm có thể vào kênh để xem thêm những loại cây khác ha. Rồi rất cảm ơn anh em ạ. À.